đang đổ thức ăn bà con ơi. Bà con thấy nuôi dịch bà con. 5 giờ sáng bắt đầu chảy lưới đổ thức ăn cho dịch. Ha ha ha.
bồn bên mẹ bữa nay là bán hết cái gì đó, bữa nay là đã hết rồi đó. 12.000 con mà